sắc phong dễ có bằng cấp và cũng dễ làm trong những cái ngành nghề có chức có quyền. Đây là liêm Trinh gặp Đà La. Tiếp theo là cung Phúc Đức này là có quan phủ, có trực phù Mệnh cách của chị lại là mệnh mộc, mệnh mộc sinh cho mệnh hỏa, xem ra là chị cũng phải hy sinh chịu nhiều thiệt thòi đối với anh em, rồi là dòng họ bên ngoại cũng như là bên nội đấy chính là cái cung Phúc Đức này. Tiếp theo cung Phúc Đức thì chị bị sinh xuất cung Thiên Di thì chị vất vả rồi. À, cùng tình duyên cũng vất vả Tình duyên nó vất vả ở cái điểm nào Tử vi thiên tướng gặp triệt anh chị ạ Hai cái sao đều rất 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 kỵ là triệt Mệnh cách lại là sát phá tham Lại là cái mệnh cách mà nó không hợp với người con gái cho lắm Đào hồng sát phá liêm tham Thì không hợp tình duyên Thế nên là tiên quyết là cái tình duyên của chị là nói chung là Nó sẽ rất vất vả Nếu mà nó còn trụ được Lâu dài thì là nó Có mấy cái vấn đề như sau Thứ nhất là ở đây là có Long Đức Long Đức ở đây là chị là ở thế trên chồng chị ở thế Long Đức tức là ăn ở là có tâm có đức tốt tâm tốt tính cư xử là thường cái thế nhị là cái thứ nhất cái thứ hai là ở đất cung phu ở đất dưỡng thế nên là tình cảm dù sao là nó cũng được vun vén nó cũng được nuôi dưỡng nó cũng có cái sự phát triển nhưng mà nó có rất nhiều trục trặc đó chính là tử vi thiên tướng gặp triệt thiên tướng à, <laughs> thiên tướng chẳng hiềm chẳng sợ sát tinh À, thiên tướng chẳng sợ sát tinh khi lâm triệt lộ đầu mình phân hai nói chung thiên tướng rất là kỵ triệt tử vị rất là trị kỵ triệt tiếp theo cung phu mà có tử vi thiên tướng gặp triệt thì thường, thường thường chồng là người lớn tuổi thường thường là chồng là người có chức vị đấy là tử tướng gặp triệt Nhưng cụ thể vẫn phải xem lá số của chồng thôi tiếp theo là tử thiên tướng mà gặp linh tinh thì thiên tướng thì rất là nóng tính rất là thẳng tính thiên tướng đi với long đức thì rất là đàng hoàng rất là trực tính rất là thẳng tính cũng rất là trọng tình cảm thiên tướng thì nhiều khi là nặng tình cảm hơn là lý trí nhưng mà có hóa kỵ ở đây thì nói chung là xung khắc về lời nói thị phi tranh chấp thì không thể tránh được thiên tướng với đi với linh tinh thì rất rất nóng tính thế nên vừa nóng tính xong lại à, xảy ra những cái cuộc cái vã không cần thiết đấy chính là cái cung à, cung 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 phu của chị thiên tướng gặp linh tinh gặp hóa kỵ nhưng về cơ bản cuối cùng à, cũng thấy có cái sự vui vẻ đó là hỷ thần có thấy tam thai bát tọa là mọi thứ mọi sự nó đều trôi qua À, tiếp theo là có văn xương văn khúc là chồng là có ăn có học có học thức có học hành cái khiếu ăn nói tốt có bằng có cấp Đó chính là văn xương văn khúc tử tướng vậy đi với hiếu đi với hiếu bật ở đây cũng đi với văn khúc hóa khoa chắc chắn là có học thức có học hành có một điều hơi phiền một chút đấy chính là thiên tướng gặp linh tinh gặp hóa kỵ tử vi gặp hóa kỵ cũng rất là ngại gặp thiên hình cũng xấu tử tướng mà gặp một linh tinh ở đây thì không vấn đề gì anh chị nha nhưng mà thêm con hóa kỵ ở đây thì thực sự rất là phiền nhưng về cơ bản. Nếu anh chị mà sống theo tam thai thì thần long đức tức là vui vẻ với nhau, biết nhường nhịn nhau, biết nuôi dưỡng vun vén tình cảm thì những cái xung khắc, những cái thị phi, những cái nóng tính, những cái oan trái, những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh thì nó sẽ qua hết. Ở đây là về cơ bản là cát tinh là có nhiều à, sát tinh, kỵ tinh, ám tinh là nó ít. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là triệt thế nên là nó tóm lại là cái cung Phu này là một cung rất là vất vả à tử vi thiên tướng thì một thổ một thủy nó đã đánh nhau rồi cái thứ hai là nó gặp triệt là nó thấy có hiện tượng vất vả rồi. cái thứ ba để thì... à, mệnh mộc thì hợp với thiên tướng hơn nhưng mà về sau này thì tử vi nó hợp với kim cục và ngoài ba tư tuổi thì nó sẽ tốt hơn và khi mà cái cung phu của chị nó tốt lên thì cái cung điền trạch của chị nó sẽ tốt lên tại vì cung phu và cung điền trạch nó đang nhị hợp với nhau đấy là cái thứ nhất à nói chung là vợ chồng mà à, à, Nói chia gì nhỉ thuận vợ thuận chồng tắt biển đông cũng cạn thế nên làm giàu từ bất động sản là chị phải có hình ảnh của người chồng ở trong đây tại vì hai cái cung này nó đang nhị hợp với nhau tiếp theo là cung huynh đệ mà cung phúc đức cũng đang nhị hợp với nhau cung huynh đệ thì rất là xấu cung phúc đức thì chị ở thế sinh xuất thế nên chị là phải là người hao tâm tổn trí lo cho anh em thậm chí mệnh của chị lại là mệnh của chị lại là nhị hợp với phụ mẫu lại lo cho cả bố mẹ trước tiên lo cho cả bố mẹ sau đó thì lo cho anh em và cung anh em của chị muốn tốt lên, cung anh em đã nhị hợp với cung phúc đức, à, thế nên là chị phải quan tâm đến mồ mả một chút, mồ mả bên ngoại anh chị nhá mồ mả đang nhị hợp với cung huynh đệ mà cung huynh đệ này đang rất xấu chứ không đẹp gì cả, không đẹp gì cả cung huynh đệ này. còn cụ thể về, về phần lục thân, ví dụ như bố mẹ, anh em, à, chồng con thì phải xem trực tiếp cơ, nhưng mà chúng ta có thể hình dung cơ bản là phúc đức nhị hợp với huynh đệ, mà phúc đệ, mà huynh đệ đang xấu thì cần phải xem lại cung phúc đức. Còn mệnh lại nhị hợp với cung phụ mẫu tức là lo lắng lo toan cho bố mẹ Nhưng mà xem ra là bố mẹ là có thiên hình cô quả phục binh cũng ấy Cũng nhiều cái sự xung khắc Tiếp theo là cung phu mà nhị hợp với cung điền trạch tức là vợ chồng nói chung là phải đồng lòng đồng sức thì điền trạch điền sản nó sẽ gia tăng. Tiếp theo là con cái lại nhị hợp với cung quan lộc thì sau đẻ con cái ra là bắt đầu công việc công danh nó sẽ thuận lợi hơn tương đối nhiều. Đấy chính là con cái nhị hợp với cung quan lộc. Tiếp theo là tài hợp tài nhị hợp với cung nô mà cung nô lại xấu thì cẩn thận là bạn bè phá tài của mình tiếp theo thiên di với tật ách thì không vấn đề gì rồi thiên di thì tuy là xấu nhưng tật ách nó gặp tuần nó sáng tốt lên tiếp theo thì tôi sẽ luận đến đại hạn của chị <laughs> đầu tiên là từ 14 đến 24 là vào cung phụ mẫu là có thiên hình cô quả phục binh ở đây như là khác cha khác mẹ khả năng trong cái đoạn giai đoạn này là rất sớm sớm có thể nói là có thể thôi có thể sớm khắc một trong hai thân và cụ thể ở đây là cung âm thì có thể khắc mẹ trước đây là cái thứ nhất. Tiếp theo đại hạn từ 24 đến 34. À, mệnh của chị là mệnh kim vào cái đại hạn thân tí tìn là thế sinh xuất là một. Cái thứ hai mệnh chị mệnh mộc vào cái cung phúc đức có liêm trinh. Liêm trinh cũng là cái thế sinh xuất thế nên là nói chung là hao tâm tổn trí sức lực và đặc biệt là cái cung phúc đức này nhị hợp với cung huynh đệ thế nên là hao tổn tâm trí sức lực tiền tài nhiều cho anh em. Còn công việc thì nó chưa thuận lợi cho lắm đâu. À, tam hợp thì sinh xuất ngũ bản mệnh thì cũng sinh xuất cho chính tinh thế nên là nó chưa được thuận lợi thêm nữa lại có đà loa quan phủ ở đây thì rất dễ có hiện tượng là có kẻ phản bội mình là một cái thứ hai là gặp cái vòng âm long trực ở đây là cái thế phải chịu thiệt thòi chứ chưa khá lên được tiếp theo thai phụ phong cáo thì đúng là có một chút bằng chức có một chút à, tiếng tăm có một chút lời khen thôi đấy là 24 đến 34 tiếp theo là 34 đến 44 34 đến 44 là hạn này có thể là phát giã như lôi phát giã như lôi ở cái điểm là không kiếp tam hợp chiếu về đấy là cái thứ nhất cái thứ hai cung này vô chính diệu vô chính diệu nhưng mà được à, song lộc chiếu về hóa quyền chiếu về ở đây là đắc tam không luôn thế nên cái hạn này từ 34 đến 44 là một cái hạn nói chung là có thể nói là đang phát với chị à, cái đại hạn này có thể nói là một cái đại hạn có thể nói đẹp nhất trong đời của chị mặc dù là có con hỏa tinh ở đây là nó hơi xấu nhưng mà tổng hợp lại đắc vòng lộc tồn ở cái hạn này này, anh chị nha, lộc tồn này, tuổi tân lộc tồn ở đây. Cái thứ hai đắc ân quang thiên quý, cái thứ ba đắc thái tuế, tuổi tuổi dậu thái tuế ở đây. Cái thứ tư đắc đế đắc đế vượng như vậy là cái đại hạn này là đắc sinh mộ vượng, đắc không đắc kiếp là có thể hiện tượng là phát giá như lôi. Cái đại hạn này là có lộc tồn hóa lộc là có thể kinh doanh buôn bán làm giàu với đất đai được và ân quang thiên quý là trời che đất trở là trời trợ giúp. Trời trợ giúp nhiều cái sự may mắn may mắn là bất thình lình từ trên trời rơi xuống thế nên là cái hạn từ 34 đến 44 là chị uh, ngoài làm những cái công việc chính của chị thì chị có thể làm thêm cái khoản đầu tư kinh doanh bất động sản là sẽ phát tài phát lộc về cái điền cái đất bất động sản cho chị. Đấy chính là cái hạn 34 đến 44. Tiếp theo <laughs> cái hạn 34 đến 44 là một cái hạn rất là đẹp hạn 44 đến cái hạn 54 là cái hạn mà có thể khai sáng cơ đồ đó chính là phá quân nhưng mà khi mà nó thành công nó chín mùi rồi thì biết phải biết dừng lại chứ không nếu mà thành công rồi lại khai sáng tiếp thì nó sẽ thành thất bại đấy chính là phá quân đi với thiên không hạn phá quân mà đi với kinh dương là đúng là có thể khai sáng cơ nghiệp lập một uh, cơ nghiệp mới cho riêng mình tiếp theo cái hạn này là gì là văn khúc xương văn khúc là hoa khoa thiên khôi là tả phù yếu bật Thế nên là cái hạn này là có thể khai sáng được Có nhiều người trợ giúp được Có kiến thức, có trí tuệ, có tư duy Có sự thông minh, có sức lực Có sự chịu khó được Nhưng mà khi mà thành công rồi Thậm chí làm được 8 đến 9 phần rồi 8 đến 9 phần thôi là nên tạm dừng rồi Có thể chuyển ngành nghề mới Chúng ta chỉ dừng Chúng ta chỉ làm ở trong tầm 44 đến 54 là như vậy thôi Khi nên đến đỉnh cao cái của phá, phá quân lên tới đỉnh cao là phải dừng lại Nếu mà đi tiếp tục là thất bại Và đặc biệt phá quân đi vì thiên không nếu còn lên cao tiếp nữa là thất bại. Thế nên là hạn này là có thể tự lập, tự lập riêng này. Có thể mở công ty, mở doanh nghiệp riêng. Đấy chính là cái hạn này. Nhưng mà khi thành công rồi là nên dừng lại. Dừng lại thì có nhiều kiểu cách dừng. Một là nó chung cũng không nên phát triển quá. Cái thứ hai là chọn người tin tưởng. Chọn người có cái mệnh cách tốt, có cái vận trình tốt, có thể ra quản lý cho mình. Đấy chính là cái hạn này. Nói chung hạn này là hạn rất đẹp. Nhưng mà phải biết điểm dừng hạn này là hạn sát phá tham thủy sinh cho mệnh mộc hạn này là xương khúc là khôi qua mặc dù xương khúc thì xương khúc hồng đào thì không không hợp với khóa quân phá quân nhưng mà hóa qua với phá quân là rất là hay à, phá quân trai bất nhân phá quân thìn tuất ngộ khoa tuần phản ác vi lương thế nên là phá quân mà đi với hóa khoa ở cái cung này rất là hay mọi cái sự xấu xa là nó sẽ được giảm đi rất rất nhiều nó thay vào là trí tuệ tiếp theo ta tam thai bát tọa ở đây cũng là cái hạn này, may mắn hanh thông thuận lợi nói chung cũng là một cái hạn đẹp nhưng mà phải có điểm dừng tại vì nếu đi quá điểm dừng là dính vào thiên không là mất trắng tiếp theo hạn 54 đến 64 chắc là cũng gần nghỉ hưu rồi cái hạn này thì nói chung là tam môn bạch hổ là cô là buồn phiền là lo lắng là lo âu là giàu dĩ tiếp theo cô thần quả tú cũng là cái hạn cô đơn gặp không kiếp ở đây cũng rất là phiền tầm 54 tuổi mà gặp không kiếp ở đây là cũng rất là phiền hạn này thì có cô quả thiên hình nói chung là hạn này là có thể uh, tầm năm tư là có thể nghỉ hưu được rồi tiếp theo hạn này là có thiên đồng thiên mã là có hiện tượng dịch chuyển có hiện tượng thay đổi thế nên là có khả năng là nên nghỉ hưu được rồi chứ cái hạn này không xấu không tốt gì cả anh chị nhá hạn mà có thiên đồng thanh long thiên mã như thế này thì nói chung là đi du lịch là tốt thôi hạn này gặp uh, gì nhỉ nói chung là nhiều cái xấu lắm gặp cả đất bệnh sức khỏe nó cũng giảm sút rồi uh, Y diêu này Thiên đồng y diêu hạn này xem ra là chị sẽ nghiêng về nhiều đến tâm linh đồng bóng một chút Đó là đồng y diêu Thiên mã là đi lại, dịch chuyển một chút, là ngao du một chút Cô thần quả tú là cô đơn Buồn phiền, tang môn, à, thiên hình, bạch hổ, vân vân, phục binh Hạn này nếu mà còn không, nói chung là cái hạn này là hạn nên dừng lại rồi Nếu còn kết hợp với anh em bạn bè đối tác người thân là sẽ bị rất nhiều cái rủi ro rất là cao rồi ok anh chị nha chúng ta sẽ dừng lại ở cái năm 54 để nó tốt đẹp nhất cho con người ta. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.